không dám ăn từ nghiệp con á. Vậy hả? Nhà thượng cũng giúp đỡ cho tiền đi. Dạ. Thôi thì nếu mà lần sau em tới thì em sẽ gọi thợ tới đây làm nhà cho chị. Nha. Mừng không? Cái này đi dưới này nước này nó bẩn lên, nước mương lên nó ngứa lắm á chị. Dạ. Gãy cái giường luôn rồi. Trời ơi, cái gạch này đi cẩn thận á chị. Té đó. Trời ơi. Nên nó lên ngập hết trơn, không ngập hết trơn luôn. Vừa nhà vệ sinh đó đâu. Xin được chào tất cả các chú chị, tất cả quý vị và tất cả quý khán giả đang xem kênh Hoàng Xanh. Hiện tại thì Xanh đang đứng ở đây là đường hẻm vô nhà của chị Chương. Chị Chương hôm trước là có đứa con bị bệnh tim á. Bây giờ thì hôm trước Xanh có giúp một phần tiền để cho chị ấy có tiền để đi mà chữa bệnh cho cháu. Thì bây giờ thì Xanh tới đây coi xem coi chị có đi chữa bệnh chưa, với lại cái bệnh tình của cháu thế nào. Với lại nếu mà có vấn đề gì thì chúng ta sẽ hỗ trợ thêm, hoặc là chúng ta sẽ có một cái cách để giúp đỡ gia đình chị. Giờ xin mời tất cả cô chú chị sẽ cùng với Xanh sẽ mà bước vào nhà của chị Chương nhé. Bây giờ thì cái con đường này nó ngập nước, giờ Xanh phải săn quần nên cô chú anh chị thông cảm nha. Mấy bữa nay là nước cũng giật lắm rồi đó, bữa trước đi vô là nước ngập lắm luôn mà Xanh không có quay. Nó cái cảnh lâu lâu ở quê có cảnh này thấy cũng vui vui. Mà nước này không biết sao đó nè, có khi nào mà đi vậy xong cái về cái bắt đầu cái chân lên ghẻ không cô chú anh chị. Đây qua. Giờ phải qua cái cầu nữa của chú anh chị mới tới. Đó cái cầu vậy thì xe đâu có qua được đâu, mà cái đường hẻm cũng khó chạy nữa. Giờ Xanh phải lấy đồ vô thôi, nhưng mà xe thì để ngoài. Giờ Xanh xin được mời tất cả các chú anh chị sẽ cùng vào nhà của chị Chương. Bây giờ thì Xanh xin mời tất cả các chú anh chị sẽ cùng vào thăm chị Chương luôn nhé. Không biết chị có về chưa nữa. Trời ơi sao mình ngập dưới vậy. Trời cô chú anh chị ơi, nước ngập hết rồi. Wow, ủa nước bữa nay nước ngập dưới rồi hả? Ngập luôn. Trời ơi. Chị bắt đèn lên được không? Bắt đèn được không chị? Trời ơi cô chú anh chị ơi, cái nhà chị chưa ngập hết luôn rồi nè. Ở ngoài em cũng chạy xe vô không được, em phải lội bộ. Bộ vô luôn. Rồi chào con, ngồi ngồi đây luôn đi con. Vậy cho em hỏi, bây giờ mình hỏi vấn đề mà sức khỏe của bé trước đi hen, rồi cái nhà mình hỏi thăm sau. Bây giờ thì mấy bữa nay chị có đưa con chị lên bệnh viện không? Có. Có hả? Mình người ta cho uống thuốc á, để chị điện cho uống nào hết á. 2 tháng đi đây khám lại. Vậy hả? Ừ. Rồi, theo dõi. Theo dõi hả? Để em đem micro cho chị nè. Cho dễ nói chuyện. Rồi chị Chương ơi, bây giờ thì chị lấy cái hồ sơ bệnh án của bé cho em được không? À, cô chú anh chị. Vậy tối gì muốn đi ngủ hay sao, dơ hết giò luôn hả chị? Té rồi sao? Rửa ngủ đại á. Trời ơi. À. Viện tim thành phố Hồ Chí Minh nè. Dạ. Khám bệnh. Đây cô chú anh chị ơi, đây là hội gì nè. Đây cô chú chị ơi, đây Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, sổ khám bệnh. Vậy là mình đem bảo hiểm y tế lên phải không? Dạ. Sơn Thị Ngọc Yến, sinh 2010, địa chỉ Sóc Trăng. Rồi. Vậy thì mình chuẩn đoán xong chưa? Đoán xong rồi, mà có bảo hiểm nó cũng lấy tiền, đóng 500.000. Dạ. Đi 2 quận hết chuyện. Đúng rồi, thì đúng mà, tại vì mình có bảo hiểm thì cũng phải có những phần mà không có nằm trong một bảo hiểm thì mình cũng phải chi trả. Dạ. Vậy thì cái này chuẩn đoán hình ảnh của bé hả? Dạ. Ồ. Vậy là có phim hết trơn rồi phải không? Có, đầy đủ hết trơn. Ồ. Lọt dưới nước nè. Rồi, lọt dưới nước nè. Em bây giờ không có, em không có chuyên môn nghiệp vụ, em cũng không biết đường coi đâu. Bà khai bác sĩ chụp mà. Vậy thì chị cất đi, bây giờ em chị đi cất trên giường để gớt nha. Dạ. Để mai mốt mình đi tới khám á, nhớ là giữ giấy nha chị. Dạ. Đây là thuốc có gì phải không, nghe tiếng gạch gạch nè. Là cho thuốc như đây như đó, 2 tháng đấy. Uống 2 tháng, một ngày mấy viên? Uống có nửa nửa phân nửa hả?
là như đây còn uống thuốc 2 tháng này ở ngoài mới mới có bán, ở trong bệnh viện không có bán, vậy hay như mình ta cho đơn mình ra ngoài cho được đi mua vậy thuốc thì thôi. cho em hỏi là bệnh tình của bé giống như là bây giờ bác sĩ là chuẩn đoán là bị thế nào? Hở quan tim bả, hở quan ba lá. Hở van tim ba lá hả? Dạ. Rồi bây giờ giống như là bác sĩ cái cách điều trị của bác sĩ là cho uống thuốc là Bác sĩ nói là cho uống thuốc theo dõi thôi. 2 tháng. Dạ. Rồi 2 tháng có kết quả thế nào đi tái khám lại, giống như đang theo dõi để Dạ, đang rồi hai sau đó tháng. mới có cái cách điều trị khác nữa. Dạ. Nếu mà giống như hết đó, thì bác sĩ sẽ có một cách khác, Dạ. còn nếu mà không hết bác sĩ có cách khác. Bác sĩ nói là về đừng cho Yến giận với nhau vậy đó, sợ nó mệt lên đó, nó giận chút xíu là nó mệt rồi, bác Con sĩ ơi, giận vậy nếu đó. muốn con đừng có giỡn nha. Dạ. Vậy có đi học là chưa? Mới đi rồi đó, Mới mà đi bác sĩ dặn phải chở nó đi, không cho đi đặt mình ơn. giờ không biết nói sao luôn ta. Bây giờ nếu mà cho nghỉ học thì cũng không được, mà đi học thì sợ nó giống như là nó giỡn. Con đi học con đừng có giỡn với bạn nha con, chứ là gia đình mình rồi đừng có, nếu mình đừng có làm gì cái kiểu mà làm cho sợ nó sợ hãi á. Dạ. Rồi chồng chị đâu rồi, chưa về hả? Ổng không có về đâu, ổng cũng muốn về gặp con, nói là hỏi về đâu để chị coi nó mình ơn được rồi. Ổng muốn về, nó mà về rồi có gì ăn. Về không có gì ăn. À. Rồi chị ơi, có một vấn đề em thắc mắc nữa là chồng chị, tại chồng chị chưa có về thì em cũng không biết là chồng chị là người thế nào, giống như là ảnh có tốt tâm không, hay là có ăn nhậu gì không, hay có đàng hoàng không nữa. Không, ổng không Giống có như em giúp nhậu, chị đi rồi lỡ mà ảnh về ảnh không có đúng như chị nói thì sao? không ổng không có nhậu hết trơn, ổng đi làm không, ổng nhậu mà nhậu mà ít, ổng không có nhậu xỉn với người ta, ổng làm dữ lắm, Làm nuôi ổng còn con muốn về, nó thấy con tội nghiệp muốn về, nói kệ để cho bà ngoại giữ 2-3 bữa đi thành phố vậy đó, rồi ổng nói ra Giờ lợi hai ba ông bữa có hỏi tóm lại là ông có nghiện rượu hủ hèm gì không? không. Chịu khó làm ăn Dạ, ổng chịu làm lắm. không? Vậy thì chị Trương ơi, hôm trước thì em giúp cho chị 11 triệu mấy á, Dạ. thì mình đi có đủ tiền không? Còn không dám xài nữa, nó hết có 3 triệu mấy à, Trời ơi, không vậy dám hả? xài luôn, nhỏ đội ăn là cho ăn, nào dư thì mẹ ăn, không dám ăn từ nghiệp con á, nhà thương vương giúp đỡ cho tiền đi, Thôi đừng gấp gáp nhé. nhưng mà chồng làm mình ơn không có đủ tiền đi thành phố đâu. Vậy thì bây giờ giống như là chị đi khám vậy là khi nào mà không dám mua đồ ăn luôn, khi nào bé ăn dư chị mới dám ăn phải không? Dạ. Tiết kiệm dưới hết Tiết có 3 triệu mấy thôi hả? có 3 triệu mấy à, tiền xe tiền ấy luôn. Rồi cái lúc mà hôm đó em phỏng vấn chị xong rồi em giúp đỡ rồi chị mừng không? Mừng không? Cảm Mừng xúc á, mình thế nào dạ khi mà mừng lắm, em muốn nhận muốn giúp đỡ cho căn nhà nhỏ cho con nó ở. Thì nếu mà cái hoàn cảnh mình có duyên có phước có phần á thì mình sẽ được giúp đỡ thôi. Còn để bây giờ tại vì em muốn là cho chị trước mắt là theo dõi bệnh tình của bé, thì bây giờ bé đã được đi khám rồi thì em cũng là mừng, em cũng chúc mừng gia đình chị. Mình cứ lạc quan đó, biết đâu con sẽ khỏi bệnh con ha, tự tin lên. Với lại chị phải cho mấy đứa nhỏ kia nữa ăn uống rồi. Vậy thì bây giờ thì vậy thì bây giờ mỗi tháng như vậy là ảnh cũng gửi tiền về hả chị? Có ông vậy 2 triệu mà bữa trước ông có không, tôi nghĩ là công ty hết hết hàng á, ông gửi có 1,5 triệu không đủ mua gạo nữa, không tiền đủ con đi học nữa. Rồi ảnh có biết là con của ảnh là được Mạnh Thường Quân giúp đỡ đi bệnh viện Có không? nói với Rồi ổng rồi, ảnh nói sao? ổng nói nhờ thằng Vương giúp đỡ nó mấy con được đi thành phố đó, rồi giờ đợi cha không có tiền đi đâu, Ổng mừng không chị? ổng mừng lắm. Mừng lắm Dạ. hả? Thì em cũng hy vọng thì vợ chồng chị giống như ảnh thì nếu mà được cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ giúp cho con mình, hay là nếu mà có duyên nữa thì có thể là sửa nhà làm nhà cho mình đó, thì mình cũng phải chăm chí thú làm ăn, lo cho mấy đứa nhỏ, là cho mấy đứa nhỏ nó ăn học, thấy không? Tại vì các cô chú Mạnh Thường Quân thì giúp cho mình một phần nào thôi, tại vì còn rất là nhiều hoàn cảnh, Dạ. giống như là hoàn cái phước có phần mình tới đâu, cái duyên mình tới đâu thì được giúp bao nhiêu đó. Có nhiều hoàn cảnh rất là khổ quay lên cũng cô chú Mạnh Thường Quân không có duyên thì cũng không có giúp, hoặc là họ giúp ít, hoặc là giúp nó cũng khá khá, ví dụ là vậy. Còn hoàn cảnh của chị là cũng còn là một cái ẩn số, nếu mà gia đình chị được giúp đỡ nhiều á thì em sẽ tiến hành làm nhà cho chị ha. Dạ. Nhưng mà sao chị khóc vậy? Tại vì thấy con bệnh nó lo quá không có tiền á, rồi thấy nhà vậy nó cũng có chỗ ngủ chỗ ăn luôn, bây giờ thương quân giúp đỡ cho căn nhà đi mừng lắm.
Thì lúc đầu em vô đây á, thì em khi mà được chị gọi điện qua giúp á, thì em trước mắt là em không có nghĩ vấn đề là cái nhà cửa chị thế nào, em chỉ nghĩ là nghe bé bị bệnh tim nên em xuống gấp. Thì thấy nó cũng muốn mình cứu một mạng người mà cũng xây 10 cánh chùa mà. Thì nó bây giờ mình cố gắng giúp cho bé. Bây giờ thì con đỡ chưa con? Dạ đỡ rồi. Đỡ rồi hả? Đỡ rồi hả? Uống thuốc, sáng uống thuốc chưa? Dạ rồi. Sáng nay được gì ăn? Sáng ăn với tôm. Tôm hả? Dạ. Con ngoan quá. Về bệnh tim thì bác sĩ có kiêng cử gì Bác không ta? sĩ không có cử, bác sĩ nói cho ăn thoải mái đi. Đừng có cho tiếng động mạnh là Dạ, làm đừng hồi có cho hộp không? nó đi học cái động người giận á. Đi Nó học nhưng động. mà đừng có giỡn nha. Dạ. Dạ Mấy bác bữa nay là sĩ. nhà ngập dữ lắm luôn. Ngập vừa không có chỗ ăn, chỗ ngủ luôn. Rồi mấy đứa nhỏ rồi chị đi chơi hả? Nó ngoài. Trời ơi. Giờ chị ngồi đây đi. Bây giờ về ra sao với em thử ở cái nhà sao, trời sao ngập dữ vậy. Vì mấy năm trước khi mà nước 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 lớn là cũng ngập vậy đó chị. Nó cũng lên vậy luôn đó. Ở đây có đĩa không vậy chị? À, Không, té không của có đĩa, không có đĩa. tôi. Trời, cái gạch này đi cẩn thận á chị. Té đó. Trời ơi. Nên nó lên ngập hết trơn, không Ngập hết chịu trơn xuống luôn. luôn. Vừa nhà vệ sinh đó đâu. Đây. Trời ơi, nhà vệ sinh đây luôn. Chỗ Vậy còn là còn đi 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 tắm vệ sinh đi đây luôn. đi luôn. Vậy ở đây cầu tắm gì nước không rồi sao đi được? Đi đại cho nó ngập hết trơn luôn. Trời, vậy thì nó rất là bẩn đó chị. Quá trời luôn. Vậy là có vậy, nhà mình chỉ có vậy thôi đó hả? Có vậy nữa, có chén để Cái vô nền này buồn thấp không. quá trời luôn à chị ơi. Nhưng mà em cho em hỏi là tại sao mà cái sân mình đằng trước cũng cao mà tại sao hồi đó không xây trước nhà, nó làm nhà trước đi. Đấy, ông nói là cắt ở đây đi, nó gần về liền nước nè, Ờ, ông xài cắt nước hả? sợi nước gần Nước này nước gì? Nước ở đâu? nước liền vô với bả. Với mẹ hả? Dạ. Vậy là thiết kế này, vậy là tính toán sai lầm rồi. Ở đằng sau gần cái mương này nước 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 dâng lên luôn á. Rồi chị giặt đồ, giặt đâu? Giặt đây hả? Giặt ở đây luôn. Rồi phơi. Phơi ở đây luôn. Cho em hỏi là mấy năm trước mình có ngập cái gì không chị? Mấy năm trước thì nó ngập nó ít, năm nay nó nhiều quá trời Dạ, năm luôn. nay lũ dâng mà. Vậy là cái chỗ này ví dụ chị muốn lấy đồ hay sao? Bước vô đại vậy đó. Bước Nhưng vô mà đồ vậy thì đại tối mình đó. ngủ vậy là sình lắm á. Em đi muốn té luôn. Cái đại rửa nó vô ngủ luôn đó. Chị ơi, em thấy cái nhà mình còn cái sân đây nè. Nếu mà mình làm nhà em nghĩ phải làm trước này nè. Đúng không? Dạ. Tại vì ở đằng sau đó Nó thấp quá. nó bị thấp một cái mương này nè. Đó, cái nền mình như vậy thì nó phải ngập rồi. Còn cái này, chỗ này đất cũng cao nè. Cái này nếu mà mình được có điều kiện được giúp đỡ thì em nghĩ là mình làm nhà lên trên đi. Sao bây giờ nếu mà được giúp đỡ thì chị làm nhà chị muốn xích lên trên hay là chị vẫn muốn theo ý chồng chị là làm ở đằng Ông phải sau? xích lên trên. Anh có chịu không vậy? Chịu, ông chịu. Còn nếu mà anh không chịu thì em bó tay à, tại vì Không, đất ông ở đằng chịu. sau nó thấp quá, nếu mà đổ cát lên là tốn tiền như lắm á. Nè, cái nền ra đằng trước này là được rồi nè. Đó. Chỗ này nó thấp quá trời Thấp luôn. quá. Chị hỏi ảnh đi. Hỏi rồi ông nói là được. Được không? Dạ. Sao anh nói sao? Ý ảnh Ông nói là nếu mà thần thần quân giúp đỡ cho nhà thì cắt lên cho bằng anh đi. Ông vậy nói hả? vậy á. Còn ở dưới này nó thấp quá nước vô được á. Vậy là ảnh đâu có, ảnh không có về được không chị, hay là ảnh Ông ở không đó có về làm? được, ở làm gắng làm đi, rồi có tiền này mua gạo gì cho con đi học, có về rồi mất thời gian nữa. Rồi mất việc đúng không? Dạ. Rồi là cái này, vậy là cao su này bây giờ mục hết rồi. Cao Chú chị su. ơi, cao su mục hết rồi nè. Vậy là phải phủ coi một lớp này luôn á hả? Phủ thêm một lớp ổng cất nó Đây là mới lá rộng dừa hả? vô. Làm dừa Lá hả? dừa. Rồi. Sợ quá, sợ sập nữa. Ngập vô nó mục luôn á. Đúng rồi, cái cột nó bị mục rồi đó. Tại cái chôn chôn cột mà. Vậy thì bây giờ chị Trương ơi, cho em hỏi là cái số tiền mình giờ còn 7 triệu mấy phải không? Dạ, còn bây giờ mấy. Bây giờ thì mình 2 tháng rồi mình tái khám phải không? Dạ. Cái số tiền bữa trước em trao cho chị là còn 7 triệu mấy lần hả? Còn 7 triệu mấy lận. Chị lấy thuốc hết 3 2 triệu mấy, 3 triệu chữ không? 3 triệu 8 này. 3 triệu 8 thì đâu Dạ. có còn 7 triệu mấy đâu. Còn tới 6 Còn triệu mấy à? sao chị gửi? Dạ. Thì xe cộ đi lên Rồi xuống đi nó, con không có tiền đi học rồi mua đồ ăn, nó gửi bà hết 300 nữa. hả? Dạ, gửi mẹ hả? Vậy.
Thì bây giờ thì thế này, bây giờ thì em nói thế này, tiền thì chị cứ để mua đồ ăn đi, không sao đâu. Mua đồ ăn mình đâu có đi ăn quán xá gì đâu, mình đâu có đi ăn hàng đâu. Mình mua đồ ăn về, mua đồ ăn cho tụi nhỏ, mình ăn trong gia đình mình. Ăn đi Người rồi dân mua nó mình sợ tiết ấy. kiệm, mình tiết kiệm để tiền đó mình lỡ mà mấy đứa bé nó có bệnh đâu, hay là nó có tiền đi học á, cho nó đi học. Thì nếu mà lần sau em tới thì em sẽ gọi thợ tới đây làm nhà cho chị nha. Mừng không? Mừng thằng Quân giúp đỡ cho nhà là mừng Tại lắm. vì em cũng đắn đo không biết là cô chú mạnh thường quân giúp được được bao nhiêu nữa, nhưng mà để coi coi nếu mà cô chú mạnh thường quân tiếp tục giúp đỡ có chị Trương thì em cũng tiếp tục tới đây làm cầu nối. Tại vì bây giờ em tới đây thì cái sự quyết định của em hôm nay thì em tới đây em đã thấy cảnh gì rồi, giờ giúp đỡ luôn. Bây giờ nếu mà mạnh thường quân không có giúp đỡ thì chị định bao lâu chị làm nhà? Ở tôi già còn chưa ở, chưa nhà ở nữa. Con nó nhỏ nhỏ đi làm đâu được đâu, rồi bà ngoại không có giữ được. Nhà mình có bị dột không chị? Có bên chỗ ngủ luôn Chỉ là cái cao su này chị phủ lâu rồi phải lâu rồi, nó gắt nó dột luôn. Vậy thì chị Trương ơi, thế này, bây giờ thì mình vô nhà đi rồi mình trò chuyện một chút xíu rồi em xin phép. Em kiểm chị xuống xíu. Cái này đi dưới này nước này nó bẩn lên, nước mương lên nó ngứa lắm á chị. Ngứa Gãy cái giường luôn giường nó một cái rồi. Gãy. Chị ơi, em không có tiền đền cái giường cho chị rồi, gãy giường. Rồi. Giật mình không con? Có giật mình không? Kính thưa tất cả các chú anh chị, quý khán giả, quý mạnh thường quân thân mến, Xanh cũng rất là thương gia đình của chị Trương, cũng giống như nỗi lòng của tất cả các chú anh chị, quý khán giả, quý mạnh thường quân cũng thương gia đình chị Trương lắm. Cho nên thì hôm nay thì Xanh cũng thấy rất là vui khi mà con của chị Trương đã được đi khám ở bệnh tim ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thì bây giờ chị Trương đang cần sự giúp đỡ, đó là cái nhà để mà có cái nhà để ở thôi, che nắng che mưa. Bây giờ nếu mà tiền của các cô chú anh chị mạnh thường quân hỗ trợ có duyên có phước có phần của mình á, được được bao nhiêu thì em làm bấy nhiêu. Ví dụ cái nhà nhỏ nhỏ là chị có được làm cái chòi được không? cái chòi cũng được, nó yêu cầu có nhà được rồi là mừng lắm luôn á. Miễn sao là có là được Dạ, sao là có được rồi. Tại vì hôm nay em tới đây là em muốn hỏi thăm cháu trước, rồi sau này em để xem coi chị có phước có phần em mới quyết định. Thì bây giờ em thấy tình cảnh như vậy rồi thì trong sổ tiết kiệm của em bao nhiêu của cô chú mình thường quân đã gửi trước kia bao nhiêu thì em sẽ trích ra em sẽ làm cho chị, nhưng mà không biết là được bao nhiêu nữa, được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu chị ha. Được bao nhiêu làm bao nhiêu đi, là chị mừng lắm, mà nó được căn nhà là chị mừng. Tại vì có nhà để cho em bé nó được nghỉ ngơi này, nó bệnh Dạ nè, với lại nó sẽ có tinh thần hơn. Người bị bệnh tim là cần, rất là cần có cái tinh thần tốt, không phải lo nữa, bé nó không phải lo nữa. Nên con hen, con muốn có nhà không? dạ muốn Muốn không con? Vậy thì muốn có nhà thì con phải uống thuốc nè, con phải ăn uống đầy đủ nè cho có sức khỏe nha, để nữa mình dạ có nhà mới nha con nha. Rồi mai mốt mà mẹ có đưa mình lên điều trị rồi đó, mình phải cố gắng mình nghe lời bác sĩ, mình nghe lời mẹ nghe không. Rồi đi học là không có giỡn, phải ngoan nha, không có giỡn nha. Rồi hôm trước mà khi mà được chú làm cầu nối, tiền của các cô chú mình thường quân giúp cho con đi bệnh viện, con có mừng không? Lúc đêm đó con mừng không? Con mừng Được lắm. đi bệnh viện con thích không? Dạ thích. Thích không? Là biết là đi bệnh viện thì mình sẽ được chữa bệnh đúng Dạ. không? Bây giờ thì ngay từ cái bữa mà con đi bệnh viện về tới giờ con uống thuốc rồi thì bây giờ cái sức khỏe của con thế nào, giống như là con có đỡ đau chưa? Dạ con đỡ. Đỡ hả? Rồi vậy con phải ăn cơm nhiều nha, con hơi ốm rồi đó nha. Rồi mấy đứa nhỏ kia nữa cho nó ăn uống đó chị. Cái nhà xình quá giờ nó đi ra ngoài chơi hết rồi Đi ra ngoài hết hả? Nước trơn ngập luôn quá á. trời. Mà ở đây có đĩa không chị? Không, Không không có có đĩa đĩa. hả? Ngày xưa thì nuôi trâu nhiều có đĩa, giờ không có đĩa ha. Dạ không có nữa. Rồi Phật Bà Quan Âm là chị thở đây. Thở đi luôn. Rồi. Là tối là dột ngay đây luôn á chị. Dọc ngay đó luôn. Rồi vậy thì em có nói chốt lại với chị đó, em nói là tiền đó thì chị xài tiết kiệm để mà cho mấy đứa nhỏ ăn uống đi học đi. Dạ. Rồi sắp tới em sẽ gọi thợ tới đây, một người thợ làm cho chị. Thì để xem coi tiền của chú mình không giúp được bao nhiêu. Kính thưa tất cả cô chú anh chị, nếu mà cô chú anh chị quý khán giả nào có thương gia đình của chị Trương, thương bé bé Yến á, hoặc là mấy đứa nhỏ kia á, thì có thể
giúp đỡ thêm để mà Sanh có thể mà giúp cho chị Trương có một cái căn nhà để ở, với lại sau này lỡ mà bé Yến nó có vấn đề về tim nữa thì chúng ta sẽ có một cái số tiền để cho chị Trương có thể thủ cho nó đi bệnh viện. Đó, mình bây giờ mình đang chờ trong chờ kết quả của bác sĩ, 2 tháng sau đi khám lại rồi có sự quyết định của bác sĩ thì chúng ta có thể là chúng ta cho chị Trương bây giờ cho cái nhà trước đi để cho bé nó có động lực, với lại mấy đứa nhỏ nào tối nó học bài, tối nó tụi nó học bài chỗ nào chị, Học ở đây leo lên luôn, đây học luôn. lên ở đây học Ủa luôn. chị, cái giường này nó lủng rồi nè chị, rồi để cái gì nó rớt rồi sao, nó gãy hết nẹp rồi nè, này cũng Gãy gãy thôi. luôn rồi, gãy luôn. Bây giờ mẹ không có, nó phải con gái học gì. Rồi tụi nó gắng học đây gì đó. Vậy thì em sẽ lần sau em tới em cho thợ qua. Vậy thì chị có muốn nói gì không, có muốn niềm gì không? Muốn muốn nhờ thằng Vương giúp đỡ cho liền. Chị là chị mừng lắm luôn, tới già luôn, bây giờ chị ở tới già cũng không có nhà ở luôn. Tội nghiệp con cái nước ngập vậy, tội nghiệp nó không có chỗ ngủ chỗ ăn, Dạ, bây giờ nằm con một chị mấy giường đứa tới rồi? 6 người Bây giờ con luôn chị á, bốn bây giờ con chị 4 đứa không? 4 đứa. Giờ đừng có sinh nữa nha chị nha. Dạ Giống như là mình 4 đứa nhỏ rồi, với lại gia đình mình khó khăn á, dạ cho nó ăn học đàng hoàng để mình không có biết chữ như chị á thì nó thiệt thòi lắm. Chị đi bệnh viện đâu biết chữ, nhờ liền thằng em nó đưa đi tới rồi chỉ nhỏ đi sao sao đó, nó cầm tay mẹ đi, mẹ đâu biết chữ Nhưng đâu. mà em muốn chia sẻ một chút xíu ha. Gia đình mình thì 4 đứa con thì tạm thời là gọi là cũng đông con rồi đó, mình đừng có sinh nữa nha chị nha. Dạ Không có sinh nữa, tại vì mình phải để thời gian rồi các thứ chăm sóc cho mấy đứa 4 đứa dạ ha, nên mình kế hoạch là đi bớt bớt dạ á. Rồi vậy thì cũng chúc mừng cho chị là bé nó đã được đi khám, chị vui không? Cái này là niềm vui vui lớn phải không, con vui gái mừng duy nhất lắm mà. luôn. dạ Dạ rồi vậy thì lần sau em tới em sẽ kêu thợ vô ha. dạ Chị cũng nói cho chồng chị biết đi, sắp tới em sẽ hỗ trợ gia đình chị làm nhà, nhưng mà nhà lớn nhà nhỏ hay là cái chòi hay là cái nhà gì em không biết, em chưa biết cái hình dạng thế nào nữa, tùy theo là cái phước có phần của mình chị hen. Chị làm phước chị gán gán làm phước, giống như là cái tâm mình cứ tốt đi, cứ suy nghĩ lạc quan đi rồi mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với mình nha. Rồi bây giờ thì em cũng xin được chào chị, chúc cho chị thật là nhiều sức khỏe để chăm sóc đứa nhỏ, với lại điều may mắn sẽ đến với chị, với lại chú cũng chúc con thật là nhiều sức khỏe nha, cho con mau hết bệnh nha. Con có muốn nói gì với tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân không? Con cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân rất nhiều đã giúp cho gia đình con. Dạ hả, rồi cảm ơn con, vậy con gắng khỏe nha. Kính thưa tất cả cô chú anh chị, quý khán giả, quý Mạnh Thường Quân đang xem kênh của Sanh thì Sanh cũng xin được phép chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Sanh sẽ liên hệ với thợ sẽ tới đây làm nhà cho chị Trương với lại bé Yến với mấy đứa nhỏ để mà có chỗ để mà che nắng che mưa. Chúc tất cả các chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, luôn an lành hạnh phúc. Hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị một video gần nhất đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.